Manchester United đã có 3 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng tại Premier League. Và trong cả 3 trận đấu này, Quỷ Đỏ thậm chí không thể ghi nổi bất cứ bàn thắng nào vào lưới của đối phương. Vậy điều gì đang khiến cho các thủ Manchester United trở nên bất lực trong việc ghi bàn? Và tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu khi mà nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua cho một vị trí trong top 4 của nửa đỏ thành Manchester? Đầu tiên hãy nhìn vào thông số trong cả 3 trận đấu này. Có một điều mà ta dễ dàng nhận thấy đó là Man United đang sút ít hơn đối thủ của mình rất nhiều, vì không tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm chứng tỏ Quỷ Đỏ đã gặp vấn đề trong cách triển khai thế trận và tổ chức các phương án tấn công. Điều này cũng cho thấy Erik ten Hag vẫn chưa tìm ra cách để giải bài toán mang tên Casemiro. Trong trận đấu với Liverpool, Manchester United có sự phục vụ của tiền vệ người Brazil, nhưng sự khởi đầu chậm chạp của Casemiro dự báo một thảm họa. Người hâm mộ đã quen với việc chứng kiến Casemiro thi đấu ở đẳng cấp cao, có nghĩa là mọi sai lầm của anh đều sẽ bị để ý. Thực tế, tiền vệ Brazil mất bóng nhiều lần trong những pha tranh chấp đầu tiên và có vẻ không thoải mái trước lối đá pressing của Liverpool. Casemiro phải rời sân ở phút 77. Anh được thay bằng Marcel Sabitzer sau khi tung ra 29 đường chuyền và thành công chỉ 18 lần trong số đó. Đây là trận đấu có tỷ lệ chuyền thành công thấp nhất của cựu sao Real Madrid tính đến thời điểm hiện tại. Casemiro đang dần cho thấy sự quá tải sau lịch thi đấu dày đặc của Man United, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Tấm thẻ đỏ chỉ sau 34 phút trong trận đấu với Southampton khiến Casemiro bị treo giò tới 4 trận. Vì thiếu vắng một cầu thủ quan trọng bậc nhất trong cách chơi của Quỷ Đỏ lúc này khiến cỗ máy Man United không còn hoạt động trơn tru. Hệ thống của Ten Hag để lộ nhiều vấn đề và sơ hở, mọi vấn đề cố hữu lặp lại. Nhiều ngôi sao trong đội hình Quỷ Đỏ hiện tại không đủ đẳng cấp, đưa đội bóng đi lên. Và Scott McTominay là một ví dụ điển hình. Tiền vệ người Scotland gây tiếng vang ở loạt trận của đội tuyển quốc gia khi lập cú đúp vào lưới Tây Ban Nha. Nhưng khi đối đầu với Bruno Guimaraes của Newcastle, sự chênh lệch về trình độ giữa hai cầu thủ được thể hiện vô cùng rõ nét. Tiếp đến là những nhân tố trực tiếp đóng góp vào bàn thắng cho nửa đỏ thành Manchester. Marcus Rashford trong mùa giải bản thân hồi sinh mạnh mẽ đã liên tục nổ súng để đưa Man United giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhưng dù tiền đạo người Anh có xuất sắc cỡ nào thì gánh nặng ghi bàn cùng lịch trình thi đấu liên tục đã khiến Rashford gặp chấn thương và thậm chí phải rút lui khỏi đội tuyển quốc gia. Trước trận đấu với Newcastle, huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ về việc tiền đạo mang áo số 10 cần được nghỉ ngơi. "Tôi nghĩ việc Rashford được nghỉ ngơi là điều tích cực. Cầu thủ của chúng tôi đang chơi nhiều trận nhất trong mùa giải điên rồ này. Họ cần được xả hơi để lấy lại năng lượng. Đối với tôi, điều tích cực là Marco Rashford đã dành thời gian đó để nghỉ thi đấu. Tôi đã thấy Rashford trở lại vào tuần này và cậu ấy đã thể hiện rất nhiều năng lượng, rất nhiều động lực. Đó là một tinh thần tốt và rất tập trung. Nhưng có vẻ quãng nghỉ đó là chưa đủ để Rashford thể hiện được những gì tốt nhất ở bản thân mình. Sẽ không quá khi nói rằng chân sút người Anh đã thẳng hình hoàn toàn trên sân. Không có bất kỳ một tác động nào lên trận đấu, số liệu từ SofaScore cho thấy Rashford thậm chí còn không thể tung ra nổi một pha dứt điểm nào về phía khung thành của Newcastle. Đồng thời, anh cũng không thể tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn và cả hai nỗ lực dê bóng qua người của tiền đạo này đều thất bại. Nhưng khi mà Rashford không được thể hiện nhiều thì các mũi nhọn khác của Man United ở đâu? Nhìn vào ba cái tên Wes Weghorst, Anthony và Jadon Sancho, có lẽ các Manosian cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Wes Weghorst đang dần chứng tỏ bản thân là một trong những thương vụ đáng thất vọng nhất cho đến lúc này của Erik ten Hag. Dẫu biết cầu thủ người Hà Lan chỉ là một phương án dự phòng chớp nhoáng của Man United ở phiên chợ đông khi Quỷ Đỏ không còn lựa chọn nào khác để thay thế Ronaldo đã rời đi. Nhưng Weghorst không chỉ không san sẻ được gánh nặng bàn thắng cho Rashford mà cầu thủ này còn khiến Man United bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn. Hồi tháng 1, tuyển thủ 30 tuổi người Hà Lan gia nhập Quỷ Đỏ theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng từ Burnley. Weghorst được ra sân thường xuyên trong vài tuần gần đây với 19 trận đá chính liên tiếp. Tuy nhiên, sau trận Man United thua Newcastle, có lẽ ten Hag cũng không có lý do để bào chữa cho cậu học trò đồng hương. Trong hơn 60 phút góp mặt, Weghorst chỉ có vỏn vẹn 10 lần chạm bóng và tung ra được 4 đường chuyền chính xác, kém hơn những gì Anthony Martial làm được trong 30 phút cuối trận. Điều đáng nói, pha dứt điểm duy nhất của Weghorst trong trận này lại đưa bóng đi không trúng mục tiêu và anh cũng thất bại trong toàn bộ tình huống tranh chấp tay đôi lẫn không chiến trước cầu thủ bên phía Newcastle. Tuy cầu thủ này luôn ra sân với tinh thần cống hiến hết mình cho đội bóng, điều mà nhiều cầu thủ không làm được mùa giải trước, nhưng rõ ràng là anh chưa đủ hay để trở thành tiền đạo trong đội hình xuất phát của một đội bóng lớn như Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford không thể phí tiền cho một cầu thủ chỉ biết làm tường mà không thể tạo nên những bàn thắng. Jadon Sancho cũng là một cái tên gây nên nhiều sự thất vọng. Khi có Erik ten Hag tới Manchester United, người ta dự đoán rằng ông sẽ giúp tuyển thủ của Tam Sư trở thành một ngôi sao sáng bởi cựu chiến lược gia người Hà Lan vốn mắt tay trong việc nâng tầm nhiều cầu thủ trẻ của Ajax. Vậy mà giờ đây, Sancho đang đứng trước một tương lai bấp bênh tại Old Trafford. Dù ten Hag đã tạo nhiều cơ hội nhưng tiền vệ 23 tuổi vẫn chưa khắc phục được điểm yếu về thể chất lẫn sự thiếu tự tin khi có bóng.
Mùa này Sancho vẫn có vài khoảnh khắc tỏa sáng nhưng mấy nhiêu đó chưa đủ và một câu lạc bộ như Man United, đội bóng không thể chấp nhận một thương vụ tiêu tốn 73 triệu bảng lại thi đấu vật vờ đến như vậy. Hè năm ngoái, huấn luyện viên Erik ten Hag yêu cầu Man United mang về một cầu thủ tấn công mới. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn hạn chế số phút thi đấu và ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo từng bước giúp câu lạc bộ giảm phụ thuộc vào anh. Chính vì thế việc chiêu mộ một tiền đạo là cần thiết. Man United ban đầu có thái độ dè dặt về Anthony, nhất là với mức giá 100 triệu euro cho cầu thủ chỉ ghi 25 bàn trong sự nghiệp. Dù vậy, giới chủ Quỷ Đỏ vẫn ủng hộ Ten Hag và biến cầu thủ người Brazil trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ sau Paul Pogba. Những gì Anthony thể hiện là không tồi, nhưng theo thời gian, nỗi thất vọng đang trở nên rõ ràng hơn. Anthony sớm tạo ảnh hưởng tại Old Trafford. Anh ghi bàn trận ra mắt trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal, sau đó là các pha lập công vào lưới Manchester City và Everton. Mức giá của Anthony không hề rẻ, nhưng anh cho cảm giác bản thân xứng đáng với số tiền Quỷ Đỏ đầu tư. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi dần mất hút, bàn thắng cạn kiệt vì sự nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Thay vì sự hiệu quả trong lối chơi, Anthony liên tục bị chế giễu vì hành động xoay compa vô nghĩa. Một đội bóng không để thủng lưới là một đội không biết đến mùi thất bại, nhưng một đội bóng biết cách ghi bàn mới là đội biết đến cảm giác chiến thắng. Manchester United và Erik ten Hag thừa hiểu điều ấy. Chính vì lẽ đó, ở phiên chợ hè tới đây, Quỷ Đỏ đang săn lùng một tiền đạo đẳng cấp có thể gánh vác trọng trách ghi bàn cho Man United xuyên suốt mùa giải. Một người có thể san sẻ nhiệm vụ quan trọng này với Rashford khi những quân cờ mà huấn luyện viên người Hà Lan đang có trong tay không thể làm được điều ấy. Harry Kane đang là một trong những cái tên tiềm năng có thể cập bến Old Trafford ở mùa hè sắp tới. Đẳng cấp của tiền đạo Tottenham Hotspur là không phải bàn cãi khi anh đã luôn là nhân tố chủ chốt của gà trống trong nhiều mùa giải. Trở ngại lớn nhất có lẽ là về tuổi tác của đội trưởng Tam Sư. Harry Kane năm nay đã 29 tuổi và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao của tiền đạo này có lẽ là không còn quá lâu. Cũng đã có nhiều tin đồn về việc Man United sẵn sàng phá kết để mang về vua phá lưới Serie A Victor Osimhen. Sau 23 trận tại giải vô địch quốc gia Italia, Osimhen đã có cho mình 21 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo, một hiệu suất ghi bàn vô cùng đáng nể của tiền đạo người Nigeria. Sở hữu thể lực, thể hình, khả năng dứt điểm cùng kỹ năng săn bàn thượng thừa đã khiến Osimhen trở thành món hàng rất hot trong phiên chợ hè tới đây. Đặc biệt, ngôi sao của Napoli mới 24 tuổi và vẫn có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, đó là câu chuyện về những dự định của mùa hè. Trở lại với hiện thực, Erik ten Hag cần phải nhanh chóng giải quyết phương án đầu ra bàn thắng nếu không muốn trượt top 4 một cách đáng tiếc ở mùa giải năm nay. Trong khi chờ đợi Casemiro quay trở lại, chiến lược gia người Hà Lan cần có những phương án khác để tiếp cận khung thành đối phương, cũng như mong chờ vào việc Rashford sớm bình phục hoàn toàn thể lực và tiếp tục nổ súng trong những trận đấu tiếp theo. Chỉ có như vậy mới giúp Man United vượt qua được chuỗi trận nghèo nàn và hướng tới tấm vé dự Champions League vào mùa giải năm sau.